Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình nhé. Hôm nay mình tiếp tục làm một video về chủ đề công nghệ nhé. Đó là hướng dẫn các bạn kiểm tra cấu hình của máy tính, một cách đơn giản nhất nhé. Mục đích của việc là mình làm cái video này, đó là mình muốn chia sẻ một số thông tin với những bạn mới lần đầu sử dụng máy tính nhé. Những em học sinh, sinh viên mới sử dụng máy tính, hoặc là những người lớn tuổi, người già muốn kiểm tra cái cấu hình máy tính của mình đang sử dụng nhé. Để mình chia sẻ để tất cả các bạn tham khảo nhé. Đó, thì việc nắm bắt được cái cấu hình máy tính thì rất là quan trọng nhé. Đấy, các bạn khi các bạn nắm bắt được cấu hình của máy tính ấy, thì giúp cho các bạn kiểm tra được cái cấu hình để những bạn mà đang có nhu cầu máy tính thì các bạn có thể khi mà các bạn đi mua, các bạn có thể kiểm tra được cái cấu hình của máy tính mình cần mua. Đấy, hoặc là những bạn mà đang muốn nâng cấp cái cấu hình của máy tính lên cao hơn để máy nó hoạt động tốt hơn. Đấy, thì trước khi nâng cấp hoặc là các bạn cài hệ điều hành mới thì các bạn cũng phải kiểm tra cái cấu hình máy tính của mình trước khi cài. Ở đây thì rất là có nhiều cách để kiểm tra cấu hình máy tính nha các bạn. Đấy, các bạn có thể lên mạng hoặc là lên các cái kênh YouTube khác các bạn kiểm tra. Nhưng ở đây thì mình với mục đích là mình hướng dẫn những bạn mới bắt đầu sử dụng máy tính thôi. Chưa rành về máy tính để có cái cách kiểm tra nhanh nhất, dễ hiểu nhất cho các bạn nắm được nhá, và cách đọc các cái thông số về cấu hình của máy tính nhá. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm trên máy tính laptop nhá. Ở đây mình đang sử dụng máy tính laptop Toshiba nha các bạn. Cách làm trên máy bàn thì cũng tương tự nhá. Rồi đầu tiên này, đầu tiên các bạn vào My Computer nhá. Các bạn ở đây mình sẽ dùng máy quay, mình quay dần nơi luôn nhá. Các bạn vào My Computer này, các bạn kích chuột vào My Computer nhá. Thì lúc này cái cửa sổ My Computer nó sẽ hiện ra như thế này nhá, hiện ra các ổ đĩa C này, D hoặc là E nhá. Rồi bây giờ các bạn vào cái chỗ trống này. Các bạn vào cái chuột trống này, các bạn kích chuột phải này, kích chuột phải lên, rồi kích vào chuột phải, các bạn chọn cái mục quý dưới cùng là property nhá. Mình làm lại nha, các bạn kích chuột phải vào cái chuột trống nhá, chọn property này. Thì lúc này là một cái cửa sổ nó hiện lên, đấy có hình của công ty Microsoft nhá, đây nhá, đây. Cái cửa sổ này chính là cái cấu hình máy tính cơ bản nhất của mình nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đọc các cái thông số về cấu hình máy tính của các bạn nhé. Ví dụ ở đây này, về cấu hình máy tính nhá. Ở đây là mình cái dòng đầu tiên là mình đang dùng Windows 7 Personal này, của hệ điều hành Microsoft nhé, Microsoft này. Đấy, hệ điều hành Microsoft Windows 7 Personal của công ty Microsoft nhé, phiên bản là 2009, hệ điều hành này là 2009 nha các bạn. Đấy. Ở cái dòng tiếp theo này là mình đang sử dụng chip Intel nhé, Core i3 này, hai nhân, một nhân là 2.1 GHz và cái nhân thứ hai cũng là 2.1 GHz đó. Sử dụng chip Intel này, Core i3 này, hai nhân, mỗi nhân như vậy là 2.1 MHz. Chào các bạn. Rồi ở đây nhá, ở đây là RAM 2GB nhá. Đấy, họ ghi đầy đủ là RAM này, RAM 2GB. Hệ điều hành 32 bit nhá, là hệ điều hành 32 bit đó. Rồi cái dòng dưới này là tên của máy tính này, computer name này, BC201 vân vân. Đó. Rồi tên đầy đủ, full computer name BC20000 đấy vân vân. Thì cách kiểm tra cấu hình máy tính rất đơn giản nha các bạn. Đấy, nhưng mà chủ yếu là mình nắm được bốn cái thông số quan trọng nhất đối với cái máy tính của mình. Thứ nhất là mình xem thử là cái máy của mình đang hoạt động ở hệ điều hành Windows nào nhé. Có thể là Windows
Windows 7, rồi Windows 8, Windows 10. Và hiện tại bây giờ là Windows 10 là Windows mới nhất nha các bạn. Đấy, như vậy là ở đây các bạn thông số đầu tiên là các bạn xem thử là máy mình sẽ hoạt động với cái hệ điều hành Windows nào. Đấy, ở đây là Windows 7 này, Personal này. Và cái dòng thứ hai là các bạn xem thử là máy các bạn là chip gì nhá, chip Intel Core i3 này, 2 nhân, rồi RAM, ở đây họ ghi rõ là RAM luôn này, RAM 2GB này, và hệ điều hành 32 bit này, 32 bit, rồi tên của máy tính này, tên máy tính. Rồi mình sẽ thao tác lại một lần này cho các bạn xem nhá. Đấy, bây giờ các bạn vào My Computer ở trên desktop nhá. Đấy, vào My Computer này. Đấy, các bạn kích vào My Computer cũng được nhá. Rồi. Đấy. Rồi các bạn vào cái khoảng trống của My Computer nhá, khoảng trống ở đây nhá, cái vùng trống ở phía dưới này đây nhá, cái vùng trống này này. Đấy, ở dưới này. Các bạn kích vào chuột phải. Rồi. Các bạn chọn cái dòng dưới cùng nhá. Các bạn kích vào property nhá. Đấy, property này. Rồi. Thì lúc này cái cửa sổ nó hiện ra, cái cửa sổ này nó hiện ra chính là cái cấu hình máy tính đơn giản nhất của mình nhá. Rồi. Các bạn lưu ý là khi mà các bạn cài lại Win hoặc là các bạn gót lại máy thì các bạn phải kiểm tra xem thử là máy của các bạn là đang chạy hệ điều hành bao nhiêu bit nhé, 32 bit hoặc là 64 bit nhé. Hiện tại thì cái hệ điều hành bây giờ là có hai loại nhé, là 32 bit và 64 bit nhé. Thì theo cái kinh nghiệm mà người ta cài máy ấy, thì đối với những cái máy của bạn nào mà RAM dưới 4GB thì các bạn nên cài Win 32 bit nhé, thì máy nó sẽ hoạt động ổn định hơn, bền hơn. Đấy, còn máy của các bạn mà từ RAM từ 4GB trở lên, 4GB hoặc là 8GB thì các bạn nên cài Win 64 bit nhé, để nó tận dụng tối đa cái RAM của mình nhé. Đó, thì lúc đấy máy nó sẽ hoạt động tốt hơn và nó chạy nhanh hơn. Các bạn lưu ý nhé, đối với RAM 2GB hoặc là RAM 1GB ấy, thì các bạn nên cài Win 32 bit. Còn RAM mà từ 4GB trở lên, 4GB, 8GB thì các bạn nên cài 64 bit, thì máy nó sẽ chạy ổn định và tốt hơn. Ngoài ra thì có rất nhiều cách kiểm tra cấu hình của máy tính nữa. Các cái cách kiểm tra khác thì sẽ cho mình các cái cấu hình chi tiết hơn nữa. Nhưng mà với mục đích là mình làm cái video này là chia sẻ cho những bạn mà mới sử dụng máy tính thôi. Đặc biệt là những người lớn tuổi hoặc là người già muốn kiểm tra cái cấu hình máy tính của mình như thế nào. Thì rất là đơn giản, các bạn chỉ cần vào My Computer, các bạn mở cái My Computer lên, các bạn kích chuột phải và chọn cái hàng dưới cùng là Property, thì nó sẽ hiện ra cái cửa sổ về cái cấu hình máy tính của mình. Mình xin kết thúc video tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bạn nào có câu hỏi thắc mắc thì có thể comment ở dưới nhé, mình sẽ trao đổi cũng như là trả lời cho tất cả các bạn. Chúc các bạn sử dụng được máy tính thành thạo và có cái cách kiểm tra cái cấu hình máy tính thật chính xác. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ cho tất cả các bạn nhé. Rồi xin kính chào tất cả các bạn.